Xin chào các bạn, tôi là Xuân Sang. Và tôi là Thanh Hà. Ngày hôm nay chúng tôi đem đến cho các bạn một sản phẩm vô cùng hữu ích cho sức khỏe của con người hiện đại. Đó là máy lọc nước ion kiềm Mediqua AK2000 của công ty Chinese. Được sử dụng trong y học. Các sản phẩm của công ty đã được công nhận về chất lượng thông qua chứng chỉ KFDA, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất và kiểm tra chất lượng thiết bị y tế. Hiện công ty đang xuất khẩu sản phẩm sang 56 quốc gia và nỗ lực hết mình để trở thành công ty hàng đầu tại các thị trường xuất khẩu như Hoa Kỳ, Ý, Ấn Độ và Singapore. Máy lọc nước ion kiềm Mediqua AK2000 được thiết kế theo công thái học với hai mô hình tiện lợi, có thể lắp đặt trên bàn hoặc để dưới gầm chậu, đi kèm với bộ vòi điện tử giúp người dùng ấn chọn các loại nước trực tiếp trên vòi. Máy có màn hình LCD cảm ứng trực quan với chức năng hỗ trợ đa ngôn ngữ với 5 ngôn ngữ thông dụng, đồng thời thiết kế cửa trượt sang bên giúp việc thay thế và tháo lắp lõi lọc được dễ dàng hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn có các chức năng thông minh như tự động làm sạch sau mỗi lần sử dụng và tự hiển thị lõi chẩn đoán. Máy lọc có cấu tạo gồm phần vỏ làm bằng nhựa ABS và phần lõi gồm hai bộ phận chính, bộ lọc với hệ thống hai lõi lọc cao cấp và buồng đệm phân. Hệ thống lọc gồm hai lõi lọc UF thứ nhất và lõi lọc đa carbon thứ hai với công suất lọc tối đa 4 lít một phút, giúp lọc hầu hết các tạp chất, kim loại nặng, chất hữu cơ, clo, đồng thời giữ khoáng, diệt khuẩn và ngăn UV. Buồng đệm phân với 9 tấm điện cực được làm bằng titan phủ bạch kim nguyên khối có tuổi thọ lên tới 10 năm, mang lại độ tinh khiết cao đến 99,97%. Nước ion kiềm được tạo ra bởi máy lọc nước Mediqua AK2000 có độ pH từ 3 đến 11,5 với khả năng tạo nước khử trùng mạnh, nước làm sạch rau cực tốt. Đồng thời, chỉ số chống oxy hóa ORP tối đa là âm 850mV, tạo cho nước vừa có tính kiềm vừa có tính ion khi vào cơ thể. Với nồng độ hydro hòa tan tối đa ở mức 1600 ppb, nước được lọc bằng máy điện giải Mediqua AK2000 có hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh khác nhau do stress oxy hóa gây ra, đồng thời giúp cải thiện hydrat hóa tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và gia tăng tuổi thọ cho cơ thể. Không chỉ thế, hấp thụ nước ion kiềm mỗi ngày còn giúp bạn cải thiện chức năng dạ dày và ngăn ngừa các bệnh đường ruột. Ngoài ra, nước ion kiềm còn có tác dụng làm tan chất mỡ dư thừa, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả và giúp xương trở nên chắc khỏe hơn. Cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thói quen lành mạnh. Hãy lựa chọn đúng nguồn nước để cải thiện sức khỏe, dự phòng và trị liệu các loại bệnh cho bạn và gia đình. Mediqua AK2000 đang được yêu thích và tin dùng không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo giúp gia đình bạn sống vui, sống khỏe và sống lâu hơn.